kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Ngay sau đây mời quý vị đến với câu chuyện vụ án hành trình 15 ngày đêm truy bắt đối tượng gây trọng án, phóng hỏa đốt nhà. Sáng 16 tháng 12 năm 2022, người dân xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phát hiện anh Mạc Văn Đê, sinh năm 1974, đã tử vong trước cửa nhà, trên người có nhiều thương tích, đồng thời nhà của nạn nhân cũng bị đốt cháy. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công an huyện Nam Sách đã báo cáo sự việc lên ban giám đốc công an tỉnh và chỉ đạo đội cảnh sát hình sự nhanh chóng điều tra. Trong các vụ án giết người, hủy hoại vật chứng thì thủ phạm đều có sự tính toán từ trước để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra. Đối với vụ án này, điểm cháy đầu tiên được xác định ở khu vực cửa sổ và chất dẫn cháy là xăng dầu từ kết quả khám nghiệm tử thi cơ quan công an nhận định nguyên nhân tử vong của nạn nhân mạc văn đê do bị vật sắc nhọn đâm thấu tim thượng úy phạm thế hiển cán bộ công an huyện nam sách cho biết nạn nhân có tiền án tiền sự nghi vấn sử dụng ma túy và có nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp với những nhân tố này thì chắc chắn mạc văn đê có những mâu thuẫn không chỉ trong địa bàn mà còn có thể cả ngoài địa bàn huyện nam sách Do vậy, ban chuyên án đã bố trí trinh sát, ra soát, sàng lọc kỹ những mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân gần đây, thậm chí cả những đối tượng thường xuyên qua lại với nạn nhân. Sau khi xác định tính chất của vụ án, ban chuyên án chỉ đạo các điều tra viên củng cố tài liệu, xác minh những người biết vụ việc, ra soát các khu vực xung quanh hiện trường. Cùng với đó, tiến hành ra soát các nơi bán xăng để xác định đối tượng. Tuy nhiên, do kẻ gây án đã chọn thời điểm đêm khuya nên hầu như không có nhân chứng. Tại hiện trường, các kỹ thuật viên thu giữ được một dấu chân lạ trong khu vườn. Trung tá Bùi Duy Thiểm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an huyện Nam Sách kể lại. Qua giả soát, cơ quan công an đặt ra nghi vấn trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội thì đối tượng cũng bị thương tích. Cách hiện trường khoảng 200 mét, chúng tôi phát hiện vài giọt máu trên mặt đường theo hướng đối tượng bỏ trốn nên đặt ra nghi vấn kẻ gây án có thể là người trong khu vực này. Xác minh mối quan hệ gia đình của nạn nhân, trinh sát tiếp tục đi gặp gỡ nhiều người với hy vọng sẽ tìm ra được manh mối dù là mơ hồ nhất. Trung tá Nguyễn Văn Đoàn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, mối quan hệ gia đình của Mạc Văn Đê hết sức phức tạp nhưng lại không có những mâu thuẫn dẫn đến hành vi sát hại nạn nhân. Giữa lúc này, mỗi trinh sát ra soát camera trích xuất được hình ảnh của một người đàn ông từ hiện trường đi ra, trên tay có cầm một chiếc càn nhựa. Bên cạnh đó, qua kiểm tra toàn bộ các điểm bán xăng trên địa bàn và một số huyện lân cận, trinh sát nắm được thông tin của một người bán xăng lẻ về việc ngày 15 tháng 12 năm 2022 trước khi xảy ra vụ án một ngày, có một người đàn ông đến mua 100.000 đồng tiền xăng, định đựng vào túi ni lông. Thấy vậy, người bán xăng đã cho mượn can nhựa để đựng. So sánh hình dáng đối tượng thu được trên camera cộng với miêu tả của người bán xăng và kết hợp khoanh vùng đối tượng tại khu vực có dấu vết máu, Cuối cùng chúng tôi thấy nổi lên đối tượng Trịnh Xuân Thành, sinh năm 1980, trú tại thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Thông tin từ gia đình Thành cung cấp thì người này có cầm một can nhựa đi đâu không rõ vào khoảng 1 giờ sáng ngày xảy ra vụ án. Tuy nhiên khi công an triệu tập thì Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương, chỉ mang theo duy nhất chiếc xe máy cũ. Trung tá Nguyễn Văn Đoàn kể. Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định nghi phạm chính của vụ án là Trịnh Xuân Thành. Đối tượng này vốn làm nghề sông nước lâu năm, rất thông thuộc về bờ sông, bãi xú. Sau khi ra soát địa bàn huyện Nam Sách, thành phố Chí Linh và các huyện lân cận, cơ quan điều tra xác định có khả năng Trịnh Xuân Thành chưa ra khỏi huyện Nam Sách. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, cùng với việc ra thông báo truy tìm đối tượng, đội cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phát động phong trào quần chúng tố giác tội phạm. Đối tượng Thành sau khi gây án đã dùng chiếc xe máy biển kiểm soát 34F70785 để trốn chạy. Thành là đối tượng nghiện nặng, không có công ăn việc làm. Vì thế trong quá trình trốn chạy, đối tượng không có tiền trong người nên không thể đi xa. Trung tá Bùi Duy Thiềm, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện Nam Sách cho biết. Khoảng cuối tháng 12 năm 2022, các trinh sát có thông tin đối tượng Thành xuất hiện tại khu vực xã Đồng Lạc, thành phố Chí Linh, Hải Dương. Ngay sau khi có thông tin trên, lực lượng truy bắt có những ngày lên đến 60 chiến sĩ tiến hành truy lùng tại khu vực rìa bờ sông hoặc dãy đồi núi mà theo các thông tin người dân cung cấp. Song thành sinh sống bằng nghề sông nước nên rất tinh quái trong việc lẩn trốn. Đối tượng tận dụng rìa bờ đê của sông Kinh Thầy làm nơi ẩn nấp an toàn. Ở những khu vực này, người dân trồng bạt ngàn chuối, ngoài ra được trồng trọt các cây hoa màu như khoai, củ đỗ, quả chuối, cà rốt đây chính là nguồn lương thực nuôi sống đối tượng khi cần nước hoặc thuốc lá xăng thành sẽ đi sang khu vực khác để ẩn nấp đồng thời mua đồ tại vùng nông thôn có đồi núi liền rìa bờ sông khác do vậy việc bắt giữ đối tượng đặc biệt khó khăn một thủ đoạn khác nữa là để trốn tránh sự phát hiện của công an đối tượng cắt đứt liên lạc với những người xung quanh Dạng sáng mùng 1 tháng 1 năm 2023, đội cảnh sát hình sự và công an xã Hiệp Cát nhận thông tin của quần chúng phát hiện một đối tượng khả nghi ẩn nấp tại khu bãi trồng chuối rộng vài nghìn mét vuông của người dân thôn Kinh Dương, xã Hiệp Cát. Ngay sau khi có thông tin, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nam Sách đã kịp thời chỉ đạo đội cảnh sát hình sự do Trung tá Bùi Duy Thiềm đội trưởng chỉ đạo, khẩn trương tiến hành xác minh thông tin, khi tiếp cận hiện trường bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Trung tá Bùi Duy Thiềm có niềm tin đối tượng đang ẩn nấp tại khu trồng chuối là Trịnh Xuân Thành. Vì thế, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Nam Sách huy động ca trực gồm cán bộ các đội cảnh sát, kinh tế ma túy, điều tra tổng hợp và 100% Công an xã Hiệp Cát để tiến hành vây bắt. 25 cán bộ của Công an huyện Nam Sách đã chia làm 3 tổ công tác, truy tìm theo 3 hướng trên mặt đất. Đúng như nhận định, khi phát hiện lực lượng vây bắt, Thành tháo chạy ra rìa bờ sông rồi nhảy xuống sông với ý định bơi sang bờ sông bên kia thuộc huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Ngay sau đó, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo trinh sát, trưng dụng đò sắt, bám đuổi đối tượng. Để đảm bảo an toàn cho đối tượng, Trung tá Bùi Duy Thiềm đã chỉ đạo vứt phao cứu sinh cho Thành. Khi đối tượng đang ở giữa dòng sông, lực lượng vây bắt chỉ đạo người lái đò tiếp cận gần hơn đối tượng Thành, đồng thời vận động, thuyết phục Thành Xong lúc này, Thành trong tình trạng vô cùng kích động, một tay cầm một lọ thuốc, tay kia tiếp tục bơi, đe dọa sẽ uống thuốc sâu, tự tử nếu lực lượng vây bắt tiếp cận. Trong tình huống đó, tổ công tác vây bắt trên một đò sắt đi vòng quanh vị trí thành bơi, chuẩn bị phương án nhảy xuống sông bắt giữ. Đồng thời Trung tá Bùi Duy Thiềm báo cáo lãnh đạo cấp trên huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn và lực lượng y tế xuống hiện trường. Giữa tiết trời giá rét, các trinh sát tiếp tục vận động, thuyết phục đối tượng sau khoảng 1 giờ đồng hồ, một tổ vây bắt đã áp sát được với vị trí của Thành, lấy được lọ thuốc sâu trên tay đối tượng và kéo đối tượng lên thuyền. Khi được kéo lên thuyền, Thành bị rét, chân co cứng bởi chuột rút. Đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, đội phó đội cảnh sát hình sự công an huyện Nam Sách đã cởi ngay chiếc áo ấm đang mặc trên người của mình để mặc giữ ấm cho đối tượng. Sau khi được đưa vào trung tâm y tế huyện Nam Sách sơ cứu, đối tượng đã hồi phục. Tại cơ quan công an, Thành đã khai nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thành đã khai nhận do mâu thuẫn từ trước, dạng sáng 16 tháng 12 năm 2022, đối tượng từ nhà mang theo dao, can đựng xăng, đi đến nhà anh Mạc Văn Đê, đâm nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi cướp đi mạng sống của nạn nhân, Trịnh Xuân Thành dùng xăng thiêu hủy căn nhà cấp 4 để phi tang. Qua hai phiên xét xử, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương đã áp dụng hình phạt tù trung thân về tội giết người và 3 năm tù về tội hủy hoại tài sản đối với bị cáo Trịnh Xuân Thành. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Trịnh Xuân Thành phải chịu hình phạt chung cả hai tội là tù trung thân.